Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái bài tập này. Đây là một cái khối rãnh trượt, nó có cái rãnh trượt này các bạn, và nó xiên xuống như thế này. Đó, thì đầu tiên các bạn mở Inventor lên nè. Các bạn vô New nè. Các bạn vô thẻ Magic nè. Các bạn lăn xuống. Tìm cho tôi là standardmillimeter.ibt nè. Ok. Đó. Sau đó các bạn phân tích cái hình nè. Cái hình này tôi sẽ vẽ cái mặt bên hông này nè các bạn. Sau đó tôi add chút ha, bề dày này. Đó. Đây các bạn vẽ cái bề mặt bên hông. Thì ở đây tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật. Có cái chiều cao của hình chữ nhật này nè, là 124 cộng cho cái đàn dày này nữa xuống tới đáy này nè các bạn là 26, tức là cái cạnh này nè từ đây xuống dưới chân dưới đây á là 150, bề ngang á là 52 cộng cho 76 là 128. Đó, một cạnh ngang là 128, cạnh đứng này là 150. Đây các bạn vẽ cho tôi một cái hình chữ nhật. Đây, bề ngang này là 128, rồi các bạn tap qua cạnh đứng á là 150. 150 enter. Đó các bạn thấy không? Sau đó các bạn dùng line nè. Các bạn vẽ cho tôi một đường xiên như thế này. Rồi, sau đó các bạn ghi kích thước. Khoảng cách từ đây xuống đây là 60 nè các bạn. Này, khoảng cách từ cái điểm này tới cái điểm mút dưới đây. Các bạn nhập vô 60 nè. Rồi, từ cái điểm mút này qua cái điểm mút bên đây là bao nhiêu đây? 28 nè các bạn. 28. Ok. Đó, sau đó các bạn dùng lệnh chim nè. Cắt này đi, cắt bỏ này đi. Rồi. Các bạn ghi kích thước lại thằng này nè. Đó, cạnh này nó đã bị chạy nè. Đó. À, các bạn delete cái cạnh này đi. Rồi các bạn ghi lại kích thước nè, cạnh này nè. Cạnh này là 128. Đó, nó đẩy ra lại. Rồi các bạn finish cái này đi. Sau đó các bạn dùng lệnh adjust nè. Đó, adjust lên cái bề dày là 76 ha. 76 đây các bạn. Nha. Ở đây. 76. Ok. Đó, các bạn được một cái khối 3D như thế này. Thấy chưa? Tiếp theo là các bạn vẽ cái tay này ha. Vẽ một bên đây thôi, các bạn sẽ lấy đối xứng qua cái mặt giữa này nè, sẽ được cái bên đây. Đó, thì muốn vẽ cái tay này các bạn sẽ đứng ở dưới cái mặt dưới nè, mặt đáy dưới nè, các bạn rít 2D kết dưới cái mặt dưới này nè. Đó. Thấy chưa? Rồi, các bạn vẽ cái này cho tôi. Đó, vẽ cái cục này nè. Thì cục này các bạn vẽ cho tôi một cái đường tròn ha. Đường kính là 76. Đây, các bạn xem cái cục nằm phía bên tay phải nè nha các bạn. Đúng rồi, góc vô nè. Vẽ cho tôi một cái đường tròn. Đó, lít đại đây nè. Đường kính là 76. Enter. Giờ sau đó các bạn dùng kích thước để khống chế nè. Từ đây tới mép này nè là 76 chia 2. Đó, để nó gịch cái mép này ngay cái mép dưới đây. Tiếp theo là từ tâm này đến cái này. Đó, là mình xem cái bao nhiêu. Tức là từ đây tới đây nè, 51 nè các bạn. Rồi, này là 51. 51. Ok. Sau đó các bạn dùng lệnh line nè. Bắt vô ngay điểm bên hông này nè. Vẽ xuống đây. Rồi từ bên hông này. Bắt xuống đây. Rồi các bạn lít đây. Vẽ qua đây. Đóng kính. Sau đó các bạn chim đi. Chim cái cạnh này đi. Đó các bạn thấy không. Rồi các bạn finish cái này đi. Sau đó các bạn dùng lệnh adjust nè. Đó, chọn vô cái ô này. Đảo chiều lại các bạn, adjust lên phía trên nè. Và adjust lên cái bề dày này nè, là 26 nè. Đây các bạn nhập vô đây 26. Ok, đó. Tiếp theo là mình sẽ đục lỗ này các bạn nha. Thì các bạn có thể là ở đây là cái lỗ này kích thước không rõ à. R19 thì phải, đúng không? Ở trong hay ngoài đi. Rồi. Đây các bạn, rít một cái 2D kết lên trên mặt này. Vẽ cho tôi một cái đường tròn. Đó, R
19 nhân đôi lên là cái đường kính. Đây là cái lỗ nhỏ này các bạn, lỗ nhỏ trong cùng nè. Cái lỗ lớn này á, thì ở đây nó cho bị thiếu các bạn. Cái R38 này là cái cung bự ngoài đây nè, cung lớn ngoài đây. Còn thằng này thì đây, các bạn vẽ thêm cho tôi một cái đường tròn nữa. Đó. Đường tròn này bây giờ tôi cho thôi 52 đi các bạn, đường kính 52 đi các bạn. Nó bị thiếu cái đường tròn đó đó. Đó, đường kính 52. Hai cái đường tròn như vậy. Rồi. Đầu tiên các bạn finish cái này đi. Sau đó các bạn dùng lệnh S chút kết ha. Chọn thằng này. Vẽ thằng này. S chút kết xuống bao nhiêu? Ở đây nó cũng không cho xuống nè, mình cho xuống 5 đi. Mình cho là 5 các bạn. Rồi, ok. Sau đó các bạn bấm vô cái thằng adjustion bar nè. Các bạn bấm vô cái sketch này, bấm phím phải vô sketch nè. Đó. Các bạn thực hiện lên adjust tiếp nè. Chọn vô cái đường tròn giữa nè. Cách nè. Riêng cái này thì các bạn chọn on nha. Ok. Rồi. Sau đó các bạn ấn cái này đi, bấm phím phải vô nó, bỏ visibility này đi. Đó. Bây giờ ta được cái lỗ bực như này, ok rồi đó. Tiếp theo ta sẽ lấy đối xứng qua. Thì trước khi lấy đối xứng, mình sẽ tạo cái mặt phẳng chuẩn ở giữa. Các bạn bấm vô lens nè, chọn vô thằng này ha. Middle lens between two parallel lens, bấm vô đây, lít vô mép cái mặt bên hông này, lít vô mặt hông này. Đó, ta được cái mặt phẳng chuẩn này. Sau đó các bạn dùng lệnh mirror nè, chọn lệnh mirror nè. Các bạn lít vô cái khối này là 1 nè, lít vô cái lỗ này là 2 nè, lít vô cái lỗ bực trên là 3 nè. Chọn vô mirror lens nè. Chọn vô cái mặt này nè. Ok. Đó, lấy đối xứng qua, các bạn thấy không? Đó. Rồi, ok, xong rồi. Bây giờ chỉ còn cái rãnh này nè. Cái rãnh này là nó hơi khó nha các bạn, nó ghi kích thước này nè. Từ mép này lên đây là 14 và bề rộng này nè là 20. Đó, thì các bạn làm như sau. Các bạn rít 2D kết lên trên cái bề mặt này. Ha, lên trên cái mặt phẳng chuẩn các bạn vừa mới tạo nãy nè. Đó, sau đó các bạn bấm phím F7. Các bạn dùng lệnh Rosette Symmetry nè. Chiếu cạnh này vô. Thấy chưa? Chiếu cái cạnh trên cùng này xuống. Rồi các bạn vẽ cho tôi một cái đường line nè. Lít đại đây một điểm nè, trên cái cạnh này. Kéo qua đây. Nha. Rồi. Ở đây các bạn chiếu thêm một cái cạnh này nữa. Đó, sau đó các bạn dùng cái ràng buộc song song nè. Ràng buộc cái cạnh này với cạnh này nó song song với nhau. Đó, sau đó các bạn dùng kích thước nè. Điểm đầu mút này xuống điểm đầu mút này. Đó, là 14. Ok. Thấy chưa? Đây, 14 nè các bạn. Đó. Thấy chưa? Rồi. Hai cái cạnh này nó song song với nhau là được. Đó. Giờ đây 14 rồi các bạn. Finish cái kết này đi. Đó. Bây giờ các bạn dùng lên adjust cut. Chọn vô cái thằng nó tự hiểu nè các bạn. Rồi các bạn chọn mũi tên hai bên nè. Đó, và cái bề rộng là 20 nè các bạn. Nhập 20 vô. 20. Đó, các bạn thấy không? Đó. Ok. Cái hình này nó chỉ khó chỗ này thôi, nếu mình không biết vẽ thì chỗ đó là khó nhất. Cho các bạn bấm phím phải vô cái bề mặt này, các bạn ẩn nó đi, bỏ visibility này đi. Thấy chưa? Rồi các bạn bấm vô đây, chọn cái góc nhìn này làm cái home ha. Bấm phím phải vô cái góc này, set current view at home, fit distance. Rồi, ok. Tiếp theo các bạn sẽ gán vật liệu. Bấm vô đây nè. Bấm vô dấu cộng này, chọn solid 1 nè, bấm phím phải vô property nè. Bấm vô đây. Lăn con chuột xuống tìm cho tôi là metallic. Đây. Ok. Đây. Bạn bấm vô home nè, đó nó quay. Rồi bây giờ các bạn khắc chữ nữa thôi, các bạn chọn rig 2D kết nè. Tôi muốn khắc chữ lên trên bề mặt này nè.
Đó, bấm vô test nè, click vô đây, gõ vô design by Vavoohoo. Đó, ok thử coi. Đó, đây là cái khẩu chữ nó hơi nhỏ nè nha. Các bạn chọn vô cái chữ này nè, bấm phím phải vô edit text nè, các bạn Ctrl A nè, này các bạn cho lên là 5 đi, ok. Các bạn nắm vô cái nút này, các bạn kéo ra. Đó, đây, cho nó edit lại nè, tăng nó lên một tí nữa, nãy 5 đó mà mình cho lên 7 đi, ok. Rồi, các bạn nắm vô cái này kéo ra, đó. Sau đó các bạn hiệu chỉnh cái vị trí Finish nó đi. Rồi, vô lên Embed nè, chọn vô cái chữ này, vô đây, hấp vô đây, bấm vô cái mặt này, ok. Đó, sau đó các bạn chọn vô inbox này để tô cái chữ màu đỏ, bấm phím phải vô property, đây chọn R, đánh R vô, chọn red nè, ok. Đó, bây giờ rất là đẹp, các bạn thấy không? Đó, bấm vô home nè. Đó, như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện vẽ xong cái bài tập này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho tôi một like, các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các clip kế tiếp. Các bạn nhớ đặt chuông để các bạn là người được nhận các clip sớm nhất từ cái kênh của tôi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin đừng ai chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.